chúng ta còn rất là nhiều đồ chơi mô hình khủng long luôn nè các bạn ơi. Wow. Haha, một cái đầu khủng long T-Rex và bên trong có rất là nhiều con khủng long nhỏ khác các bạn ơi. Chúng ta có gì đây? Một con khủng long Styracosaurus. Wow. Bé bé và rất là dễ thương luôn. Chúng ta sẽ bỏ nó vào rổ nha. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với món đồ chơi tiếp theo. Oh my god, đây là một con khủng long Cyania. Wow, tuyệt vời. Chúng ta có gì nào? Rất là nhiều món đồ chơi được xếp hàng luôn các bạn ơi. Wow. Một con khủng long Parasaurolophus. Mình sẽ bỏ vào rổ nha. Chúng ta có gì nào? Dilophosaurus. Wow. Đây là Dorigenosaurus nè các bạn ơi. Wow, và đây là những món đồ chơi khủng long của mình. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Ha ha ha. Wow, nhìn nè các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có một con khủng long đó các bạn ơi. Wow. Đây là một con khủng long Pachycephalosaurus này các bạn. Wow, đã quá các bạn ơi. Mình lục được ở đây nè, bây giờ mình sẽ bỏ nó vào rổ nha. Ok, Pachycephalosaurus. Một con khủng long với cái đầu bị hói. Mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kiếm món đồ chơi khủng long nha. Gì đây? Ha ha. Mình đã nhìn thấy ở đây có 3 con khủng long một lúc luôn các bạn ơi. Wow. Ok, mình sẽ lấy lần lượt từng món đồ chơi lên nha. Chúng ta có một con khủng long 3 sừng. Đúng rồi nè các bạn ơi, đây là Triceratops. Một con khủng long với rất là nhiều hoa văn màu đỏ chạy khắp người luôn. Tuyệt vời. Tiếp tục món đồ chơi tiếp theo nào. Chúng ta có gì đây? Một con Stegosaurus. Đây là Stegosaurus. Nó là một con khủng long ăn cỏ với những chiếc gai rất là to ở trên lưng dùng để tự vệ đó các bạn ơi. Đây chúng ta có một con khủng long tiếp theo, Carnotaurus. Tuyệt vời đúng không các bạn? Một con khủng long với rất là nhiều gai ở trên lưng luôn, và gần như phải nói là kín lưng luôn các bạn ơi. Gì đây các bạn ơi? Một con khủng long bảo chúa T-Rex. Nó có màu xanh nè các bạn ơi. Và đây những thớ thịt cơ bắp của con khủng long đã được người ta làm rất là sắc nét luôn các bạn nha. Rất giống thật luôn. Khủng long bảo chúa T-Rex. Mình sẽ bỏ nó vào rổ. Tiếp tục nha. Chúng ta còn gì nữa không đây? Wow, chúng ta có thêm 2 món đồ chơi mô hình khủng long ở đây nữa nè các bạn ơi. Chúng ta có thêm một con Stegosaurus, và con khủng long này rất là mập luôn. Stegosaurus nha. Các bạn thấy có gì đặc biệt không? Một con khủng long với một cái đầu hình tam giác. Chúng ta có Dracorexaurus. Một con khủng long rất là tuyệt vời. Bỏ vào rổ. Mình sẽ đi dọc theo đường này. Đây rồi các bạn ơi, chỗ này có 3 con luôn. Vui quá nha. Vui quá các bạn ơi, có 2 con khủng long ăn cỏ và một con khủng long ăn thịt đang đứng ở đây. Mình sẽ giải cứu con màu xanh này trước. Đây là Nigersaurus. Một con khủng long ăn cỏ nha các bạn. Cái miệng của nó cũng rất là đặc biệt luôn nha. Nigersaurus. Tiếp tục. Một con
khủng long Miragaya. Và nó có rất là nhiều gai trên lưng dùng để tự vệ đó các bạn ơi. Và đây là một con khủng long ăn cỏ, Miragaya. Và món đồ chơi tiếp theo mình sẽ nhắc lên và giới thiệu cho tất cả các bạn biết nha. Keratosaurus, một loài khủng long ăn thịt với những chiếc răng sắc nhọn, miệng có thể đóng mở được nha. Và đây là một con khủng long thuộc hệ khủng long ba sừng, con này là ăn thịt nha các bạn. Rất là nhiều đồ chơi rồi, sẽ tiếp tục một hành trình đi tìm kiếm đấy nha. Wow, đây nữa các bạn ơi. Hôm nay chúng ta có nhiều đồ chơi quá rồi. Wow, đây là một con khủng long Acrocanthosaurus. Wow, những chiếc gai trên lưng nó uốn lượn như những cơn sóng theo cơ thể của con khủng long Acrocanthosaurus này đó các bạn ơi. Wow, một mô hình đồ chơi rất là tuyệt vời luôn. Wow, gì đây các bạn ơi? Nguyên một con khủng long luôn, ha ha. Wow, một cái đầu của con khủng long bạo chúa T-Rex đang nằm ở đây. Chúng ta sẽ lần lượt nha. Saichania, một con khủng long to béo tròn với những chiếc gai mọc rất là nhiều trên lưng. Tiếp tục chúng ta có gì nào, một con khủng long nữa. Và đây là Dilophosaurus. Yeah, một mô hình khủng long rất là đẹp và dễ thương. Wow, một con khủng long bé. Mình đã đếm được nó cũng có 3 sừng nha. Đây là một con khủng long Styracosaurus, cũng là nằm trong hệ khủng long 3 sừng đó các bạn ơi. Wow, đây có vẻ như là một loài khủng long bò sát các bạn ơi. Chúng ta có Dimetrodon. Wow, Dimetrodon rất là đẹp đúng không? Lần này chúng ta có thêm một con khủng long Stegosaurus nữa nè các bạn ơi. Yeah, đây là Stegosaurus. Tiếp theo chúng ta có một con khủng long khác, đây là Dryzinosaurus đó các bạn. Nó có màu xanh da trời cùng với những cái móng vuốt rất là sắc nhọn. Thêm một con khủng long nữa nè, Parasaurolophus, hay còn gọi là khủng long màu kiếm đó. Wow, hôm nay mình có nhiều đồ chơi quá ta. Đây là con khủng long ở Megasaurus đó các bạn. Wow, các bạn nhìn coi, rất là giống thật luôn nha. Ok, ở Megasaurus. Chúng ta có một cái đầu rất là to luôn. Và bên trong vẫn còn rất là nhiều những con khủng long và những quả trứng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy món đồ chơi ra nha. Xem chúng ta có gì nào. Nhiều quá các bạn ơi. Một con khủng long gì đây? Rất giống con khủng long bạo chúa T-Rex đó. Wow, Brachiosaurus. Những món đồ chơi rất là nhỏ và dễ thương. Oh my god, Dilophosaurus nè các bạn ơi. Chúng ta có gì đây, một con khủng long Dimetrodon. Wow, tuyệt vời. Oh my god, Spinosaurus đó là các bạn, nó có màu xanh da trời. Và đây là những món đồ chơi nhiều màu lắm các bạn ơi. Wow, Parasaurolophus nè các bạn. Đây là con Triceratops, khủng long ba sừng. Wow, rất là nhiều đồ chơi đẹp luôn. Và nó nhiều màu sắc lắm các bạn ơi. Trong này còn có 2 quả trứng nữa nha. Và đây là tất cả những món đồ chơi của mình ngày hôm nay nè các bạn ơi. Nhiều lắm đúng không? Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.